phải trả lời nhá. Sau tập này là hết nhá. Nào, đầu tiên thì thầy hỏi thăm các cái cao thủ lớp mình ấy nhé. Nếu thầy chẳng may mà đọc thiếu cao thủ nào thì nhắc thầy với nhé. Các bạn chuẩn bị bật cho thầy xem các cái phần mình đã thực hành như thầy có dặn dò cuối buổi trước nhé. Là liên quan đến quản lý danh sách nhé. Có đầy đủ tung ba, menu vân vân. Và sau đó là thầy cần là các bạn có thể mở rộng lên, bạn nào mà có mở rộng lên được Express, Dev Express này, Unifu này, để cho giao diện nó đẹp hơn. Và cuối cùng là gần đây nhất nhé, là thầy cho mình làm việc với nhau bằng đối ngoại nhé. Sau đó thì thầy sẽ giao cho các bạn một cái bài về quản lý tiết diện tiếp nhé, thì các bạn sẽ có thể triển khai được nó. Tất nhiên là nó sẽ đầy đủ hơn rất là nhiều. Tập trung cho thầy vào bài quản lý sinh viên nhé. Bài đấy là nó sẽ là một cái bài mẫu mà liên quan đến cái cấu trúc gồm có các cái luồng dữ liệu, thêm, sửa, xóa và gì nhỉ, và lưu đấy, là các bạn phải thuộc cái luồng đấy cho thầy. Phục vụ cái mục tiêu gần là thi cử đúng không? Còn mục tiêu xa là được tốt nghiệp thì chắc chắn rồi, các bạn sẽ phải phát triển lên các cái công cụ giao diện này, rồi phát triển lên về hệ đồ họa VRO này, đầy đủ cho thầy những cái đấy. Đầu tiên là những bạn mà thầy còn đang nhớ nhé. Tên là Nguyễn Đan Trường đi. Thầy tin là Trường cũng đã thực hiện rất là nhiều rồi. Vâng, thầy đợi em chút để em xem ạ. Các bạn sẽ bàn chuyện với thầy nhé. Ừ, chờ tí cho nó đăng lát lên. Rồi, thấy rồi. Em thì còn chỗ xếp loại thì em chưa đẩy nữa lên. Thì thầy đợi em chút ạ. Ừ. Em share cả màn hình. Em quên. Hiện tại là đang thấy... Đây ạ. Em chạy đây ạ. Giao diện của Unifu rồi đây hay gì đây? Cái Guna. Guna. À, Guna. À, vâng. Cái này thì em correct, em tìm được file correct nhỉ? Ok. Đó, nên là tiện thì em ấy luôn. Mình hiểu rằng là mình sẽ dùng một cái tool khác ở bên ngoài nhá. Mà các bạn để ý có thể DevExpress rất tuyệt đấy. Vâng. Thì em mới là correct được cái thằng framework này nên là em chưa kịp cho mấy cái ba ở trên này ấy ạ. À, vâng vâng. Chắc là nó vẫn còn sơ sài thì em định đẩy cái thêm cái xếp loại này vào nữa thầy ạ. Ừ, đồng ý. Thế này thì vẫn đang ở cái luồng dữ liệu của thầy thôi và mới đang áp dụng thêm được một chút là cài thêm Guna vào đúng không nào? Và đưa control của nó lên. Kể cả các control textbox của bạn Trường là đang dùng textbox của Guna rồi nhé. Muốn thấy được cái sự khác biệt của nó thì chắc chắn là phải sử dụng được các thuộc tính và các sự kiện của nó cơ. Thì chúng ta mới thấy được là cái điểm lợi hại của các cái tool. Còn mình đang rất là cơ bản, chỉ tương tác vào một số cái thuộc tính và sự kiện cơ bản thôi nhé. Rồi ok, thì cảm ơn Trường. Vâng ạ. Tiếp nào, Cường nào. Dạ, em nghe ạ. Nguyễn Phú Cường, Cường ơi, em chia sẻ bài của mình cho các bạn xem đi. Vâng ạ. Nếu mình để ý nhé, và học theo xem có vấn đề gì không nhé. Ơ thầy ơi, cái C# này thì nó lấy ví dụ mình có một cái file cơ sở dữ liệu để mà add nó vào thì có được không ạ thầy? Được chứ em.
Thầy đang hướng dẫn các bạn đến cái buổi là liên quan đến file ấy, là thầy đang đưa cái cách đơn giản nhất là chúng ta can thiệp vào file text, và có dặn các bạn là phải làm XML. XML là một trong những dạng cơ sở dữ liệu rồi, tuy nhiên là nó vẫn là ở dưới dạng text, cơ sở dữ liệu rồi nhé, có cấu trúc rồi nhé, nhưng mà vẫn ở dưới dạng text. Còn các bạn có thể truy cập vào Access nhé, rồi cao hơn nữa là SQL. Dạ vâng ạ, em đang nghĩ hai cái đấy ạ. Ừ, chúng ta cùng quay trở lại bài của Cường xem sao nhé. Bài của Cường thì đang sử dụng các data review cũng như là control vẫn giống như là ở framework đúng không nào? Đã có cơ bản, và Toolbar thì đã có icon. Đấy, cái điểm đặc biệt ở đây là Toolbar của bạn là có icon, bạn đã search các icon ở trên mạng và trông cũng đã thú vị hơn ở cái Toolbar rồi. Còn lại các chức năng khác thì vẫn tương tự đúng không? Vâng, vâng ạ. Như vậy Cường sẽ nghiên cứu thêm các cái tool khác, ví dụ như là DataExpress, để chúng ta xem menu của Toolbar rồi data review nó mới như thế nào nhé. Vâng, vâng ạ. Em có cài rồi nhưng mà em muốn làm cái này nó basic rồi mình phát triển lên sau. Rồi có cái gì để khoe nữa không? Dạ cũng không có gì đâu ạ, cũng có mấy cái cơ bản ạ. Rồi ok, nhìn đây thì thấy cái menu cái Toolbar là đặc sắc nhất ở đây, bởi vì đã được chèn các icon mà thôi. Các bạn thấy chèn đúng icon mà thì trông nó đã thú vị hơn một chút rồi đúng không? Cái bài này của em là đã đầy đủ chức năng đi file các thứ chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi ạ. Tốt rồi, ok. Các bạn có hỏi gì Cường không? Lớp mình có ai hỏi gì Cường không? Nếu lớp mình không có gì hỏi Cường thì chúng ta có thể xem bạn ý lưu trữ một tí loạt dữ liệu. Chịu khó tạo một cái file nó đẹp một chút, ví dụ như là các dữ liệu trong data review nó đẹp một chút nhé, đầy đủ vâng, vâng. Để mình lưu lại lần sau mình loát lên thì nó đẹp luôn nhé. Nếu như lớp mình không có ai có câu hỏi với Cường nữa thì thôi, thì cảm ơn Cường đã, để sẽ chuyển sang các bạn khác nhé. Vâng vâng ạ. Thầy hỏi lại lần nữa là lớp mình có ai đang muốn khoe không, khoe bài không? Làm rất là kỳ công rồi, rất là hay rồi. Vì việc thầy đọc tên thì thầy sẽ không gặp được các bạn, có thể không gặp được các bạn như vậy. Ok, thì thầy lại tiếp tục nhé. À đây rồi, Nguyễn Hòa Kiêm nào em. Nguyễn Hòa Kiêm tương tác với thầy rất là nhiều từ cái đợt học ngôn ngữ lập trình đúng không? Dạ thế ơi, hôm nay em sang dùng điện thoại, máy tính em đang cập vấn đề, em không xô bật cốt lên. Thế hả? Thế vâng cái ạ. Phần cũ của em đã làm được những gì rồi, có gì thú vị không? Em cũng làm được cơ bản đấy ạ, em chưa sửa từ nhiều ạ. Ok, phát triển lên. Vâng. Rồi, cảm ơn Kiêm. Như vậy là hôm nay bạn Kiêm, bạn ấy đang dùng điện thoại. Tiếp nào đến hai cao thủ của lớp 64 nè, Phạm Văn Trịnh nè. Chị ơi, em có đây không? Có ạ, nhưng mà em làm nhầm VB ạ. VB, em học phí sáp mà sao lại làm VB? Em không nhớ rồi. Thế hả? Kiểm tra lại phần ngôn ngữ lập trình nhá. Đây cho mình đang học với nhau ở cái môn học này là học về VB, à học quên học về C sáp nhá. Thế bài từ trước đến giờ quay vào làm VB C sáp đấy. Đồng C sáp ạ, em không hiểu sao cái này em lại làm thành VB. Không hiểu sao. Rồi chắc đây là giao diện của Unifu hả? Vâng. Như các bạn nhìn thấy giao diện của Unifu thì nó có một vài điểm thú vị hơn đúng không? Tất nhiên dùng càng nhiều áp dụng nó càng nhiều các control vào, để đưa các nhiều thuộc tính vào thì sẽ càng hay hơn. Chắc đây là đang có sẵn bài gì của Unifu VB đúng không? Vâng.
Zoom sửa xóa value. Ok, đang nút chức năng đang ở trên đó. Này, cái thanh ở trên đó nó là thanh Tumba đấy à? Vâng ạ. À, như vậy là bạn Trịnh đã tối giản đi bỏ đi các button mà thầy vào ngay phía trên kia các nút luôn nhé. Có gì thú vị quay nữa không? Phần file lưu tệp có gì hay không? Có lưu XML hay không? Em chưa tìm hiểu cái đấy. Thế hả? Vẫn lưu text hả? Rồi, ok, thầy cảm ơn. Như vậy là bài của bạn Trịnh thì đang xây dựng, đã thay đổi một chút. Đó là bạn ấy đã tạo cái giao diện rất là đẹp bằng cách là sử dụng Unifu. Được chưa nào? Và vẫn có những cái công cụ nhập liệu bình thường. Trong bài này thì có một đặc điểm là bạn ấy có phần ngày tháng năm sinh nhé. Ngày tháng năm sinh, bạn đang để 3 combo box nhé. Và thiết lập thành được ngày tháng năm sinh. Ờ, đã tiện đây thì cho thầy hỏi lại một cái nhé. Khi em bấm sửa nhé, chạy lại bài thì vi trị phần ngày tháng năm sinh này. Rồi em nhập một bạn sinh viên đi. Thì ngày tháng năm sinh mà sang data review ấy, thì nó ở dạng chuỗi không? Không, em tách rồi. Tách chuỗi ra hả? Vâng. Như thế nào? Cứ nhập đi. Ở đây chúng ta có số liệu của 3 combo box đúng không? Khi nhập vào thì em sẽ ghép lại với dấu chéo hả? Vâng ạ. Khi bấm sửa thì sao? Rồi, chọn dòng trên đi, chọn dòng 1994 đi thì thấy nó mới khác chứ. Rồi, bấm sửa đúng không? Vâng. Bấm sửa. Nhưng mà nó lại đẩy, nó không sửa vào cái đấy. Em vẫn chưa tối ưu được ạ. Nó lại đẩy thêm được. Nó lại đẩy thêm chứ nó không sửa. À rồi, ok, như vậy là cái luồng sửa của em có vấn đề luôn nhé. Chứ không phải là chỉ có mỗi cái việc là cái chuỗi ngày tháng năm sinh đâu. Kiểm tra lại luồng sửa của mình nhé. Vâng ạ. Rồi, ok. Luồng dữ liệu còn chưa ổn. Thầy đang thấy cái điểm đấy hay đấy. Các bạn để ý cái ngày tháng năm sinh của bạn Trịnh nhé. Khả năng là chúng ta có thể làm được bằng cách là lấy cái chuỗi text của combo và ghép thành một chuỗi theo một cái dấu hiệu cố định. Ví dụ như bạn Trịnh đang dùng dấu chéo đúng không? Dấu chéo theo hướng sắc đấy. Còn lại thì có thể dùng dấu gạch ngang cũng được tùy. Và sau đấy phải cắt chuỗi ra để chúng ta chuyển nó về text ở trên combo box nhé. Rồi, ok, thầy cảm ơn chị, cũng đã có nhiều cái điểm thú vị ở trên bài này rồi. Em stop chị ạ. Ừ, em ngắt xe đi. Còn ai nữa nhỉ? Đoàn à? Đoàn có đây không em? Đang có. Ừ, xin Đoàn. Nào, mình khoe bài của mình đi Đoàn. Cái bài quản lý sinh viên thì cũng làm giống như lệnh Trịnh thôi ạ. Thế BB hay C-Sharp đấy? BB ạ. Cũng lại BB hả? Nhận xét thấy thì là bài của Đoàn đang giống với cả bài của Trịnh, cũng dùng Unifu. Tuy nhiên là có thay đổi màu một chút đúng không? Thế cái phần sửa với cả lưu ngày tháng năm sinh của em thì đã khắc phục được bài của Trịnh chưa? Chạy thử thì phải bật lên thì thầy mình thầy cần là các bạn mới nhìn thấy. Ok, đã tạo cái view quý phù. Ta không lấy Trịnh vào xong rồi cho điểm 1 và 2 vào đấy. Rồi. Kích vào data review là ấy luôn à? Vâng, em sử dụng sự kiện
symbol click. Là lấy giật sao ạ? Và thầy vẫn đang chỗ là thế rồi, mạng thì lag quá, bọn em không nghe được gì luôn ạ. Dạ vâng, em cũng không nghe được. Rồi, ok. Rồi, thế chị tắt phần xe của mình đi em. Mạng thầy có vẻ không ổn rồi. Thì thầy sẽ giao bài tập cho các bạn triển khai nhé. Thầy nghĩ ra một bài như sau nhé, và các bạn làm cho thầy nhé. Các bạn làm thầy một cái label này. Đây là tên của phần chương trình thôi đúng không? Các bạn đang nhìn thấy màn hình của thầy xem rồi nhé. Đây là quản lý tiết diện nhé. Chữ nhật hay gì đấy thì tùy. Thầy cho mình sẽ quản lý tiết diện hình chữ nhật thôi. Phông to lên này. Đổi màu chữ này. Như chữ diện của thầy bị viết thiếu, quản lý tiết diện nhé. Sau đó thì các bạn cho thầy một phần input nhé. Phần input này dễ thôi, có hai cái là chiều dài và chiều rộng thôi. Mình đang quản lý chiếc chữ nhật thôi nhé. Sau đó thì thầy sẽ yêu cầu các bạn phát triển thêm thành các tiết diện khác. Dài này. Và rộng nhé. Tất nhiên rồi, sẽ có 4 cái button đúng không? Thêm này, sửa này, xóa và lưu. Xóa nhé. Phía bên này sẽ có một cái data cái view quản lý đúng không? Đâu rồi? Data view nhé. Data review này quản lý nó sẽ có nhé. Các bạn làm càng nhiều được càng tốt. Ví dụ như là thầy không đặt tên các thứ nữa đâu. Đây là số thứ tự này.
Sau đấy thì đến tên tiết diện này. Thầy bị thiếu mất tên tiết diện kia rồi. Đây là chiều dài, chiều rộng này. Đấy. Rộng này. Sau đấy là đến diện tích này. Số thứ tự, tên diện tích, các thứ thì mình được bắt đầu exit này, điều chỉnh lại một chút nhé. Số thứ tự mình có ngắn hơn, 30 này. Tên tiết diện dài rộng 50 này. Và diện tích 50 nhé. Xong nhé. Và các bạn cho thầy một màn hình preview ở bên này đấy nhé. Trong này sẽ thả thầy một cái vector raw nhé. Rồi, nhảy nút bây giờ. Vector raw này bỏ hết đi mấy cái scroll các thứ vân vân nhé. Scroll bar này. Nan này. Cái thanh kia là thanh starter hay sao nhỉ? Thanh gì nhỉ? Không biết các bạn đã tắt chưa? Status 3 này. Đấy, bỏ đi. Khi đó chúng ta có một màn hình preview vector raw nhé. Các bạn biết nó để làm gì chưa? Định để làm gì chưa? Để vẽ ạ. Vẽ từ bên đi. Bây giờ mình nhìn thấy xong. Quên mất lúc nãy không bản xong, chưa đọc đến được xong quay bài rồi. Ở đây thầy bị thiếu mất một trường dữ liệu nhé. Tên nhé. Rồi, ok. Đây là thầy cho mình mới làm hình chữ nhật thôi nhá. Được chưa nào? Thầy duyệt lại bài này một tí nhá. Quản lý tiết diện thì mục tiêu là các bạn sẽ quản lý được các loại tiết diện cơ. Thế nên là bước trước một bước này nữa thì chúng ta sẽ làm là lựa chọn là tiết diện tròn hay tiết diện chữ nhật. Và đến tiết diện chữ nhật ý, thì các bạn sẽ nhập cho thầy các thông số gồm có tên, dài và rộng nhá. Sau đó thì tự động tính diện tích, bốn cái luồng chức năng của nút thêm, xóa, sửa và lưu ý thầy không nói lại nữa. Và quan trọng nữa là sau khi mình học xong phần vector raw ấy, thì các bạn sẽ có thể vẽ được cái tiết diện này lên. Trong trường hợp này thì chúng ta vẽ một hình chữ nhật có kích thước đúng bằng chiều dài và đúng bằng chiều rộng nhé. Sau đó các bạn zoom lên thì chúng ta sẽ thấy được tỷ lệ của cái tiết diện đúng không? Ví dụ tiết diện cột vuông thì sẽ nhìn thấy ngay vuông, dầm thì có chiều cao lớn hơn chiều rộng chẳng hạn. Thì là các bạn sẽ thấy được cái kích thước của nó theo tỷ lệ nhé. Ngoài ra thì nếu chúng ta mà tìm hiểu được cả phần beam nữa thì các bạn beam vào thầy, rồi hack vật liệu vào thầy nhé. Giống như phần vector raw đã có ví dụ từ trước rồi đấy. Làm được không? Được ạ. Được đúng không? Ngon lành đúng không? Không vấn đề gì cả. Nó chỉ khó khăn ở chỗ cái vector raw mình đang chưa quen thôi. Còn lại thì tất cả vẫn tương tự như bài quản lý sinh viên, không có cái gì khó cả nhá. Nhớ bổ sung cho thầy thêm menu và toolbar nữa nhá. Ok, cả lớp mình thử xem sao. Ít mà được 90%. Đấy rồi, cả lớp cùng nhìn bài của xong và trả lời giúp bạn đi nhé. Phần vẽ hình. Hay là. Zoom. Thầy ơi, cho em hỏi là làm sao để convert được cái chiều dài với chiều rộng qua đây thầy nhỉ? Sao em convert mà không được ấy? Ví dụ như cái chiều convert à?
convert ở đây thành chiều dài mà em nếu em vẽ từ 0,0 thì chiều dài là đúng, nhưng nếu em vẽ từ tọa độ khác nhé thì sẽ là bao nhiêu đó cộng với cả chiều dài. Vâng, nhưng mà em nếu mà em đi chiều dài đây thì nó lại lỗi. Giờ nó không, ở đây thì này nó lỗi là hình như nó phải chuyển sang double ấy. Ờ, hiện tại nó đang mờ, để thấy xem các bạn nào nhìn rõ không. Textbox thay vì vẽ ba đường line thì vẽ luôn có hàm rectangle ấy, có hàm rectangle vẽ luôn hình chữ nhật ấy, thay vì ba đường mở lắm thầy nhìn không nhìn thấy không báo lỗi kia, nó bảo là gì cannot gì cái này textbox to double à, thế thì cái txt chiều dài của em là textbox à, thì phải convert chấm to double gì đấy txt chiều dài chấm text. Thêm chữ double do là nó ra từ chiều dài chấm text nhá. Ừ rồi, ok, máy thầy nó hơi chậm nên là nhìn thấy hình của em sao không ạ? Là chuyển cả cái cụm đấy vào chỗ text chiều dài cái của em kìa. Đấy, bây giờ màn hình nó nét lên rồi, nghe em nó hơi lag đấy. Ờ, nhà thầy cũng thế. Txt chiều dài rồi xong rồi, sửa cái đấy. Cái biến txt chiều dài ở bên dưới rồi. Truyền dữ liệu ở đấy thì truyền phải truyền cả kiểu double á. Có vẻ xong chưa hiểu phần lý thuyết của phần này nhỉ? Để mà xử lý được luôn nhá thì xong copy cả cái đoạn convert đấy vào cái chỗ txt chiều dài của em. Copy thay thế thì là cái một kiểu double đúng không? Và mình đang phải chuyển kiểu của cái nội dung trên ô textbox sang thành kiểu double. Cẩn thận thừa nha, đúng rồi. Thế thôi. Nhưng mà nó vẫn báo lỗi đấy ạ. Nó bảo là textbox gì mà được định nghĩa lại chữ text cái gì vậy nhỉ? Chữ chấm text là text phải viết hoa. Ờ đúng rồi, chấm text text phải viết hoa. Trịnh đã tìm ra những cái lỗi này không được phép xuất hiện đâu nhá, do lỗi soạn thảo. Hiện nay các bạn còn đi làm việc khác nhé, cố gắng hỏi han nhiều.